Chào mừng các quý vị phụ huynh và các con học sinh đã đến với trang lời giải hay.com. Ngày hôm nay, cô giáo sẽ hướng dẫn cho các con làm bài tập số 1, trang 100, sách giáo khoa toán lớp 5 bài diện tích hình tròn. Bài tập 1 đề bài yêu cầu các con tính diện tích hình tròn có bán kính R. Như vậy, chúng ta cùng ôn tập lại cách tính diện tích hình tròn đã học. Muốn tính diện tích của hình tròn, ta lấy bán kính nhân với bán kính rồi nhân với số 3,14. Ta có công thức S bằng R nhân R nhân 3,14. Trong đó S là diện tích hình tròn, R là bán kính hình tròn. Chúng ta cùng đi vào lời giải chi tiết bài tập 1. Câu A tính diện tích hình tròn có bán kính R bằng 5cm. Diện tích của hình tròn đó là Cô lấy R nhân R rồi nhân với 3,14. Như vậy trong phép tính này sẽ bằng 5 nhân 5 nhân 3,14. 5 nhân 5 bằng 25. 25 nhân 3,14. Cô đặt tính ra nhé. 4 nhân 5 bằng 20. Viết 0 nhớ 2. 4 nhân 2 bằng 8 nhớ 2 bằng 10. 1 nhân 5 bằng 5. 1 x 2 bằng 2. 3 x 5 bằng 15, viết 5 nhớ 1. 3 x 2 bằng 6, nhớ 1 bằng 7. Cô cộng các tích. 0 hạ 0. 0 cộng 5 bằng 5. 1 cộng 2 bằng 3. 3 cộng 5 bằng 8. 7 hạ 7. Phần thập phân của số thập phân có 2 chữ số. Như vậy cô dùng dấu phẩy tách ở tích ra 2 chữ số kể từ phải sang trái. Cô được kết quả bằng 78,5 cm vuông. Câu B. Tính diện tích hình tròn có bán kính R bằng 0,4 dm. Như vậy diện tích của hình tròn đó là Áp dụng công thức cô có 0,4 nhân 0,4 nhân 3,14 bằng Cô đặt tính ra nhé. 0,4 nhân 0,4 bằng 4 nhân 4 bằng 16 với 6 nhớ 1. 4 nhân 0 bằng 0 nhớ 1 bằng 1. 0 nhân 4 bằng 0, 0 nhân 0 bằng 0. Cô cộng các tích. 6 hạ 6. 1 cộng 0 bằng 1. 0 hạ 0. Phần thập phân của cả hai thừa số có tất cả hai chữ số. Như vậy cô dùng dấu phẩy tách ở tích ra hai chữ số kể từ phải sang trái. Cô được kết quả bằng 0,16. Cô lấy kết quả vừa tìm được, tiếp tục nhân với 3,14. 4 x 6 bằng 24, viết 4 nhớ 2. 4 x 1 bằng 4, nhớ 2 bằng 6. 4 x 0 bằng 0. 1 x 6 bằng 6. 1 x 1 bằng 1. 1 x 0 bằng 0. 3 x 6 bằng 18, viết 8 nhớ 1. 3 x 1 bằng 3, nhớ 1 bằng 4. 3 x 0 bằng 0. Cô cộng các tích lại. 4 hạ 4, 6 cộng 6 bằng 12, viết 2 nhớ 1. 0 cộng 1 cộng 8 bằng 9, nhớ 1 bằng 10, viết 0 nhớ 1. 0 cộng 4 bằng 4, nhớ 1 bằng 5, viết 5. 0 hạ 0. Phần thập phân của cả hai thừa số có tất cả 4 chữ số. Như vậy cô dùng dấu phẩy tách ở tích ra 4 chữ số kể từ phải sang trái. Cô được kết quả bằng 0,5024. dm vuông. Cuối cùng, tính diện tích hình tròn có bán kính R bằng 3 phần 5 m Như vậy, cô sẽ đổi R bằng 3 phần 5 m bằng bản chất của một phân số chính là một phép tính chia. Như vậy, cô sẽ lấy 3 chia cho 5. 3 chia cho 5 được 0. 0 x 5 bằng 0, 3 chữ 0 bằng 3. Viết dấu phẩy vào bên phải số thương, sau đó viết thêm một chữ số 0 vào bên phải số dư. Cô có 30 chia cho 5 bằng 6. 6 x 5 bằng 30, 30 trừ 30 bằng 0. Như vậy 3 phần 5 m sẽ bằng 0,6 m Với R bằng 0,6 m diện tích của hình tròn là cô có 0,6 x 0,6 nhân 3,14 bằng Cô tập tính ra nháp 0,6 x 0,6 6 x 6 bằng 36 với 6 nhớ 3 6 x 0 bằng 0 nhớ 3 bằng 3 0 x 6 bằng 0 0 x 0 bằng 0 Cô cộng các tích 6 hạ 6 3 cộng 0 bằng 3 0 hạ 0 Phần thập phân của cả hai thừa số có tất cả hai chữ số. Như vậy cô dùng dấu phẩy tách ở tích ra hai chữ số kể từ phải sang trái. Cô được kết quả bằng 0,36. Cô tiếp tục lấy kết quả vừa tìm được nhân với 3,14. 4 x 6 bằng 24, viết 4 nhớ 2. 4 x 3 bằng 12, nhớ 2 bằng 14, viết 4 nhớ 1. 4 x 0 bằng 0, nhớ 1 bằng 1. 1 x 6 bằng 6. 1 x 3 bằng 3, 1 x 0 bằng 0. 3 x 6 bằng 18, viết 8 nhớ 1. 3 x 3 bằng 9, nhớ 1 bằng 10, viết 0 nhớ 1. 3 x 0 bằng 0, nhớ 1 bằng 1. Cô cộng các tích. 4 hạ 4. 4 cộng 6 bằng 10, viết 0 nhớ 1. 1 cộng 3 bằng 4. 4 cộng 8 bằng 12, nhớ 1 bằng 13, viết 3 nhớ 1. 0 cộng 0 bằng 0, nhớ 1 bằng 1. 1 hạ 1. Phần thập phân của cả hai thừa số có tất cả 4 chữ số. Như vậy cô dùng dấu phẩy tách ở tích ra 4 chữ số kể từ phải sang trái. Cô được kết quả 1,1304. mét vuông. Như vậy, cô giáo đã vừa hướng dẫn xong cho các con bài tập 1, trang 100, sách giáo khoa toán lớp 5 bài diện tích hình tròn. Để xem thêm nhiều lời giải của các bài tập khác, các con hãy truy cập trang web lời giải hay.com.